Tướng Tạ xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên Nhật tướng có về một cặp vành Mavic. Mavic bản này khá độc nha mọi người. Cặp này vỏ ruột rời vành nhôm. Vành nhôm này tướng nói sơ ha. Vành nhôm này thì bản Mavic này là bản độc nhất vô nhị luôn. Bản này bản siêu hiếm, gọi là bản kỷ niệm. Bản kỷ niệm của Mavic. Thì bản kỷ niệm này có cái gì đặc biệt? Thì Mavic á, nó làm ra một cái bản gọi là cái bản duy nhất, số lượng rất là hạn chế, nó gọi là bản đặc biệt kỷ niệm của Mavic. Thì trên cái căm của nó hay là trên vành á, mọi người thấy gọi là Skisium Edition Special Anniversary. Thì đây là bản kỷ niệm siêu nhẹ của dòng Mavic. Thì nó ký hiệu này là gọi là Skisium ES, mọi người thấy ha, chữ ES. ES này là bản, này là bản đỉnh nhất. Thì thường Mavic những cái dòng kia nó gọi là dòng LS thôi, còn dòng này là dòng ES. ES này thì bản gọi là bản đỉnh của dòng Mavic. Thì dòng kỷ niệm này nó làm có những cái rất là đặc biệt, chẳng hạn như mọi người thấy là cái ti trục đùm của nó là nó bằng titan. Ti trục là bằng titan nha mọi người. Titan là một cái chất kim loại siêu cứng và siêu nhẹ. Rồi căm thì bản to giống như là vừa rồi tướng có bán mấy những cái cặp mà Mavic carbon máy nhôm tướng về á, thì căm này á là nó làm bằng titan luôn. Căm này titan rất là cứng mà rất là nhẹ nha mọi người. Thì cặp bánh này là nó nhẹ, là nó khoảng 1 kg 360, chưa tới 1 kg 4. Cặp bánh trước và sau luôn tầm khoảng gần 1 kg 4, rất là nhẹ. Thì cặp carbon máy nhôm này chiều cao mặt vành là 27 nha mọi người. Thì đi theo cái này về thì có cặp vỏ Victoria co sa siêu nhẹ luôn. Victoria này là dòng, này dòng đỉnh nha mọi người. Mọi người nhìn thấy cặp vỏ nè, Victoria co sa 725. Thì mặt vỏ còn rất là đẹp nha mọi người. Còn vỏ trước thì nó hơi cũ nhưng mà chạy còn rất ok. Vỏ trước thì vỏ 5000 Continental 5000. Thì mặt vỏ thì nó không được đẹp nhưng mà còn chạy rất là ok. Mà vỏ sau thì còn đẹp như mới nha mọi người. Vỏ sau là Victoria Corsa còn đẹp như mới luôn. Rồi, cặp bánh Mavic này là bản kỷ niệm của Mavic carbon máy nhôm. Dòng này là dòng cao cấp, mà phiên bản này là phiên bản siêu hiếm luôn. Nó có gờ giảm chấn đầy đủ hết. Gờ giảm chấn này trước tướng cũng chia sẻ cho mọi người ha, những cái dòng bánh mà cao cấp á thì nó có cái gờ giảm chấn, chẳng hạn như những dòng của Kamba hay là của Shimano hay là của Forum á, thì nó có cái gờ giảm chấn. Cái dòng cao cấp á thì để nó khi mà nó chạy đường dằn á, nó im ái với lại nó giảm chấn động lên lực chân căm. Rồi thì dòng này á thì nó là trục titan và căm titan. Nhôm thì chất liệu nó là helium siêu nhẹ, là carbon, cái chất dịu luôn. Nhôm á là nhôm 1000. Nhôm 1000 này á là giống như cái dòng mà Mavic carbon máy nhôm tính về á ha. Thì những cái chất liệu mà nhôm 1000 á là nó đỉnh hơn nhôm 7 và nhôm 6 luôn nha mọi người. Mọi người thấy những cái sườn nhôm á thì người ta hay ký hiệu là aluminum 6061 G7075. Thì cái chất liệu mà nhôm siêu nhẹ mà siêu cứng á thì nó gọi là nhôm 1000. Thì đây mọi người nhìn cái mặt vành của chất liệu nhôm 1000 nè, nó còn rất là láng, rất là đẹp nha mọi người. Nó không có bị khuyết gì hết. Mình thắng rất là nhiều nhưng mà mặt nhôm nó không có bị khuyết giống như những cái nhôm mà 6 hay nhôm 7 nha mọi người. Còn rất là đẹp luôn, nhôm 1000. Rồi, cặp Mavic bản kỷ niệm. Trên cây căm của nó mình mọi người cũng dễ dàng nhận thấy ha. Đây nó có ghi trên cây căm luôn. Skisium Edition Special Anniversary là đây là bản kỷ niệm. Bản kỷ niệm của Mavic dòng này là hơi bị đỉnh nha mọi người. Nếu mà tìm một cái cặp bánh á, mà xịn sò mà đỉnh không có đụng hàng thì đây là một cái cặp bánh cho mọi người rất đáng trải nghiệm. Đùm trước của nó đây mọi người nhìn ha, đùm carbon, đùm trước là carbon bạc đạn lớn nha mọi người. Còn đùm sau á, thì nó là cũng là chất titan luôn. Mọi người nhìn cái cối của nó còn rất là mới nha, hàng trưng bày như mới luôn, không có cấn mớp gì hết. Mà đặc biệt cái dòng này á là Mavic á, thường là những dòng LS á thì nó kêu rất là im, nhưng mà cái dòng này là dòng đỉnh á, nó thiết kế chó ứng hơi bất ngờ luôn nha, nó kêu y như Kamba nha mọi người. Mọi người nghe nè, chó kêu rất là hay nha mọi người ha, chó kêu rất là hay luôn. Cối nó thì cối 11
có 11 luôn nha mọi người, có đời mới có 11, mình xài được clip 11, clip 10, clip 9, clip 8 gì được hết. Rồi clip 12 mình gắn vô xài bình thường luôn nha mọi người. Nên là đây là dòng cũng là cối đời mới, dòng đời mới đó. Rồi, cặp bánh Mavis, cái này là ES bản kỷ niệm, bản kỷ niệm của Mavis, trục titan, căm titan, zin hết toàn bộ, cặp vỏ theo luôn. Cặp vỏ thì Victoria Cosa còn rất là mới. Trên bánh thì mọi người thấy cái dòng mà dòng cao cấp á, của Mavis á, thì SSC này ha mọi người. SSC này là dòng cao cấp. Đó, mọi người nhìn thấy ha. Chuẩn SSC thì giống như vành carbon mái nhôm của Tuấn mấy lần Tuấn về đó. Thì dòng này á, thì không phải made in Romania nha mọi người. Đây, Tuấn cho mọi người coi, đây là made in France, là làm tại nước Pháp. Đây nha mọi người, còn tem đồ đầy đủ luôn. Made in France ha. Đó, bánh trước bánh sau gì đều có là made in France hết, và seri đồ còn đầy đủ. Tuấn quay cái seri cho mọi người coi. Đây nha mọi người, đây bánh trước bánh sau gì seri đồ còn đầy đủ hết nha. Mọi người an tâm, bánh này không thiếu thứ gì hết. Đây, bánh trước là seri. Rồi made in hả France là bánh trước bánh sau gì có đầy đủ tem hết nha mọi người. Chiều cao mặt vành nó là 27. Cái bánh này nếu mọi người đi vợt nè, đi tập nè, mà chạy đi phượt thì bao ok luôn. Căm titan này là không bao giờ mà nó bị trục chặt giống như là căm nhôm hay là căm carbon nha. Nó rất là cứng mà nó rất là nhẹ. Bởi vì cặp bánh này tầm khoảng chưa tới 1,4 kg nha mọi người. Mọi người nếu mà trải nghiệm một cặp bánh hàng độc, không đụng hàng, thì cặp Mavis phiên bản kỷ niệm nhôm vỏ ruột rời, đây là một cái cặp rất đáng để mọi người sưu tầm nha. Tuấn bán giá thì cũng rẻ hơn em trên mạng bán nhiều, cặp này rất là ít người bán. Tuấn bán cặp này thì 11 triệu nha mọi người, 11 triệu cho cặp bánh Mavis nhôm phiên bản kỷ niệm của Mavis, căm titan, trục titan, vỏ ruột rời. Cặp này mọi người quan tâm thì gọi cho Tuấn số điện thoại 0908 228 222. Thì đi với cặp bánh này ti đồ zin đầy đủ hết nha mọi người. Qua nãy giờ Tuấn chưa có nói với mọi người ti là ti zin của Mavis nha, ti zin hết luôn, còn rất là đẹp. Và 4 cục gom Durac dành cho má nhôm, 4 cục gom Durac thì ký hiệu là R55C4 nha mọi người. 4 cục gom má nhôm của dòng Shimano Durac là để dành cho vành nhôm cao cấp á. Thì mọi người mua thì có đầy đủ hết ha. Mọi người coi bằng hãng đó, rất là chớn nha mọi người. Tuấn quay nhẹ mà mọi người coi đó, rất là chớn luôn, quá chớn luôn, nhẹ cực kỳ luôn nha mọi người, không có nghe một tiếng rợn gì hết. Tuấn bao mọi người luôn nha, về hả mọi người hả quay hả nó không có cho rợn, không có sượng tí nào, bạc đạn rất là chớn nha mọi người. Rồi, cặp bánh Mavis nhôm vỏ ruột rời phiên bản kỷ niệm, chiều cao mặt vành là 27, cặp này Tuấn bán là 11 triệu nha. Anh chị em nào quan tâm thì gọi cho Tuấn số điện thoại 0908 228 222. Rồi, Tuấn cảm ơn mọi người xem video nha. Tuấn hẹn mọi người ở video tiếp theo. Tuấn xin chào tất cả mọi người.